Song song với các mối quan hệ, mỗi chúng ta có thể xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột từng ngày. Lắng nghe những chia sẻ để cảm nhận và tích lũy những kinh nghiệm sống hữu ích. Lắng nghe hạnh phúc sẽ chính thức phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 7:15 sáng mỗi ngày.